Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh gấp máy bay giấy tiếp theo của mình. Thì ở video này mình lại hướng dẫn các bạn gấp một chiếc máy bay giấy hình con bướm. Nhìn rất là ngầu và nhìn rất là đẹp, đơn giản. Đấy, chỉ 3 phút thôi các bạn có thể gấp và sở hữu được chiếc máy bay giấy như thế này. Đó. Giờ các bạn gấp cho mình nhé. Rồi, tiếp sau đây là một mẫu máy giấy mình muốn giới thiệu cho các bạn biết và cho các bạn xem là như thế này. Đầu tiên các bạn gấp đôi từ đây này. Để gấp một chiếc mẫu máy giấy thì đầu tiên chiếc nào cũng vậy thôi, đều phải gấp đôi để phân chia các cánh máy bay. Các bạn gấp như này, sao các bạn bừa xuống. Các bạn dùng kéo cắt thành hình cánh bướm như mình nhé. Vậy là đã xong. Ok, vừa rồi trên đoạn đầu video clip mình đã hướng dẫn xong các bạn gấp một chiếc máy bay giấy có thân hình giống cánh bướm. Mẫu của nó rất đơn giản thôi. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Xin chào và hẹn lại các bạn ở các clip tiếp theo. Đây là bàn làm việc của mình. Bàn làm việc của mình gồm có những giấy này, thanh kẹp camera này, đèn tạo ánh sáng này, ghế tựa ngồi và bàn làm việc này. Đây là tất cả những đúng giấy tờ máy bay mình đã gấp được này.
rất là nhiều mẫu bay giấy. Xin chào các bạn nhé.